Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem kênh của Bông Bách Travel. Hôm nay trong chuyến hành trình về với khu di tích lịch sử đặc biệt danh lam thắng cảnh chùa Hương và động Hương Tích, chúng mình có ghé qua một ngôi chùa có những cái nét kiến trúc đặc sắc của thời Lê, với những cái hàng cau như các bạn đang thấy ở đây. Đây là những hàng cau vua rất là lớn và lâu năm. Thì đây chính là ngôi chùa Tuyết Sơn. Ngôi chùa này được xây dựng từ thời Lê, do bà quận chúa Hoàng Ngọc Hương xây dựng vào năm 1694. Bây giờ các bạn hãy cùng mình vào trong để xem trong chùa Tuyết Sơn này thờ ai và cái cảnh đẹp kiến trúc của nó như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương, động Tuyết Sơn, chùa Bảo Đài, nằm trên địa bàn thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Để đến được khu vực này, du khách có thể chọn đi đò trên dòng suối Tuyết Sơn hoặc theo đường bộ bằng ô tô. Vẻ đẹp yên bình nên thơ ở nơi đây đã được chúa Trịnh Sâm mệnh danh là Kỳ Sơn Tú Thủy. Đặt chân tới trước sân chùa là cổng tam quan với kiến trúc khác biệt, hai tầng bốn mái, được chống đỡ bởi các cột đá. Hai bên là các bức phù điêu, mô tả thầy trò đường tăng đi lấy kinh. Cổng này thường được mở khi chùa có lễ lớn. Ngày thường, các bạn sẽ đi cổng phụ bên tay phải. Cổng phụ này có phần to cao hơn tam quan. Phía sau tam quan là lối đi thẳng lên tam bảo của chùa Tuyết Sơn với hàng cau vua cao lớn, khiến du khách khi đặt chân tới chùa có cảm giác như đang tản bộ dưới tán rừng cổ thụ, một cảm giác xanh mát và nhẹ nhàng. Trước khi bước tới tam bảo, các bạn nhớ ghé qua lầu Quan Âm ngay khi qua cổng tam quan nhé. Lầu này được dựng ngay giữa hồ sen với bốn mặt được che mưa gió bằng kính. Các bạn có thể thấy ở đây, đây là một cái loài hoa khá là đẹp. Mình cũng không biết tên nó là loài hoa gì đâu, nhưng các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. Ai mà biết tên cái loại hoa này là hoa gì thì comment ở dưới video clip của mình để cho mình biết nhé. Các bạn có thể thấy là khi mà mình vừa bước qua cái cổng tam quan của ngôi chùa thì mình đã thấy một cái không khí hết sức là tĩnh lặng, hết sức là trang nghiêm ở một ngôi chùa cổ kính. Đứng ở đây thôi các bạn cũng có thể nghe thấy cái tiếng chim hót líu lo, hay là bên trong chùa đang có một, mình nghĩ đang có một khóa lễ. Các bạn có thể nghe thấy những tiếng tụng kinh của các sư thầy. Bây giờ các bạn hãy cùng vào trong với mình để tiếp tục tìm hiểu về ngôi chùa các bạn nhé. Xin mời. Theo văn bia tại đây, chùa được xây dựng bởi quận chúa Hoàng Thị Ngọc Hương, đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa, năm 1694. Trải qua nhiều lần tu sửa, hiện nay chùa mang nét kiến trúc đặc trưng của thời Nguyễn. Chúa Trịnh Sâm là người nổi tiếng hay chữ và sành sỏi các thú du ngoạn, đã phong tặng cho nơi đây là cảnh Kỳ Sơn Tú Thủy, núi nước đẹp lạ. Theo truyền thuyết phong thủy, địa lý nơi đây có đất quần ngư, câu ca dao cổ còn gắn liền với truyền thuyết lưu lại trong xã. Đường An có đất quần ngư, ai mà để được thượng thư đời đời.
Sau khi leo lên mấy chục bậc thang đá xanh, du khách đặt chân tới trước sân dãy nhà Tam Bảo. Tại sân này có hai cây ngọc lan cổ thụ với tuổi đời hơn 300 năm, cùng với lối kiến trúc độc đáo khi đặt hai bức tượng sư tử mạ vàng phủ phục trước lư hương chính giữa của sân chùa. Nơi đây cùng động hương tích chùa Giải Oan gắn liền với sự tích về Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là bà chúa Ba. Theo Phật thoại ngày xưa, vào đời vua Diệu Trang Vương kể rằng, thời trị vì nhà vua không có con để kế vị ngai vàng, nên nhà vua gả chồng cho các công chúa với hy vọng có thể kén được rể tốt để nhường ngôi báu. Nhưng thật đáng tiếc, hai người con rể họ Triệu và họ Mã đều là những người tham lam nên không xứng đáng để nhà vua nhường ngôi. Chính vì vậy, nhà vua bắt công chúa thứ ba phải lấy chồng, hy vọng có người con rể tốt để truyền ngôi. Nhưng công chúa một mực cự tuyệt không muốn xuất giá, mà muốn xuất gia tu hành. Nhà vua tức giận, bèn nhốt công chúa vào vườn sau cách ly với mọi người. Nhưng công chúa lại thấy nơi đây rất yên tĩnh để tu hành. Nhà vua thấy vậy, bèn đưa nàng tới chùa Bạch Tước và bảo với các nhà sư, bắt nàng làm nhiều việc nặng nhọc, mong nàng nản chí từ bỏ việc tu hành. Công chúa không những không nản chí mà còn thấy mừng. Nhà vua thấy vậy lại càng tức giận, bèn sai quan quân đốt chùa, giết sư. Công chúa thấy vậy bèn cắt tay chảy máu và vung lên trời. Ngọc Hoàng thấy vậy biến những giọt máu thành mưa dập tắt lửa. Việc làm của nàng càng làm cho nhà vua tức giận. Cho dù hoàng hậu và mọi người có can ngăn, nhưng nhà vua vẫn sai quan quân đưa nàng ra pháp trường xử chém, vì nàng chống lại lệnh của nhà vua. Ngọc Hoàng thấy vậy liền sai thần linh hóa thành mãnh hổ, biến thành trận cuồng phong tối tăm, và mãnh hổ lao ra cõng nàng công chúa vào rừng sâu, cứu thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh. Sau đó, nàng được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống thăm 18 tầng địa ngục. Ở đây, nàng chứng kiến rất nhiều cảnh sự tra tấn và cực hình của những tội nhân rất thương tâm và đau lòng. Nàng cầu xin được xá tội cho những tội nhân. Lòng thành của nàng được Thượng Đế cảm động, liền sai Diêm Vương xá tội cho những tội nhân. Sau đó, nàng lại được đưa về dương gian và được thần hổ đưa về chùa Giải Oan để tu hành. Ở đây, nàng được Đức Phật thử lòng sắt son, xem nàng có thực sự có tâm hướng Phật hay không, có còn vương vấn tình ái nhân gian không. Nhưng nàng một lòng một dạ muốn được tu hành để cứu độ chúng sinh. Đức Phật thấy nàng một lòng hướng thiện, bèn sai thần hổ đưa nàng vào động hương tích để tu hành. Trước khi vào động, nàng được Đức Phật cho tắm ở suối Giải Oan, mong rằng nàng sẽ chút bỏ mọi muộn phiền để hướng tâm vào tu hành. Sau 9 năm tu hành, bà đã có nhiều phép thuật, được chư Phật kính trọng và tôn bà là Bồ Tát Quán Thế Âm, còn có tên gọi là bà chúa Ba. Ứng với mong ước của bà, tu hành là để độ phúc cho chúng sinh được bình an. Ngay bên trái nhà Tam Bảo là điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, phía sau là nhà thờ Tổ. Các bạn cùng theo dõi video và ủng hộ kênh Bookback Travel nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Trong rất nhiều thắng cảnh ở vùng đất Hương Sơn này, Bookback Travel thường nhắc tới chúa Trịnh Sâm. Chắc hẳn các bạn cũng nhiều người chưa biết chúa Trịnh Sâm là ai. Hôm nay Bookback Travel sẽ nói qua về tiểu sử của ông để các bạn có thể hiểu được ông là ai nhé. Trịnh Sâm sinh năm 1739 và lớn lên trong hoàn cảnh cơ đồ của nhà họ Trịnh đang bị lung lay dữ dội do những cuộc khởi nghĩa nông dân nổi ra khắp ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thời đó, dòng họ Trịnh cai quản đằng ngoài, tức Bắc Bộ ngày nay. Ông là vị chúa thứ 8 của vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời Lê Trung Hưng. Ông nắm quyền cai trị từ năm 1767 đến khi qua đời năm 1782. Trong những năm đầu cai trị, ông chính thức hoàn thành công cuộc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân còn dang dở dưới thời chúa cha. Bên trong thì sửa sang nền chính trị, trọng dụng nhân tài, xây dựng quân đội hùng mạnh. Bởi thế, đến năm 1774, nhân tình hình miền Nam bất ổn do có cuộc nổi dậy của Tây Sơn, ông đã chớp lấy thời cơ thu phục đất Thuận Hóa là kinh đô của họ Nguyễn, giúp lãnh thổ của đằng ngoài mở rộng cực đại kể từ khi cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn nổ ra vào đầu thế kỷ 17. Tuy nhiên, sau những thành công ban đầu, chúa Trịnh Sâm dần trở lên tự mãn, kiêu căng ngày càng xa vào tửu sắc, xa rời thực tế, khiến nền...